Em chào anh em đã quay trở lại với cả anh em Tùng Audio Hải Dương, tiếp tục lên sóng cho anh em bộ combo sản phẩm đẩy vang vô cùng chất lượng các nhá. Và cái bộ combo này sẽ cân tất cả phòng hát gia đình này, sự kiện, phòng trái, sân khấu chúng ta đều có thể chơi và lựa chọn được cả với dàn máy ngày hôm nay bên cả anh em lên sóng. Hai thiết bị rất là quan trọng đó là bộ sản phẩm đẩy vang, nó giống như một chiếc âm ly vậy, nhưng hiện tại chúng ta đi mua cái sàn trang thiết bị âm thanh như thế này nó sẽ tách biệt hơn, nó chuyên nghiệp hơn khi chúng ta sẽ có đẩy công suất cỡ lớn với 4.000W trên 4 kênh cho anh em, và dòng van cơ lai số ETC LX650 Pro với 4 đường cổng ca lông cho anh em ghép nối đầy đủ các hiệu ứng âm thanh echo đi vào để anh em đi làm công việc chuyên môn, phòng trà rồi là sự kiện, cho thuê loa kéo, chơi gia đình đều có thể chơi được. Và ngày hôm nay thì bên cửa hàng em Tùng Audio Hải Dương lên sóng và giảm giá cho anh em bộ combo này. Nếu như các anh em đi mua lẻ trên thị trường chúng ta phải bỏ ra ít nhất là gần 8 triệu đồng. Còn ngày hôm nay đã đến với cảng em Tùng Audio, các anh em chỉ cần bỏ ra 7 triệu 400 nghìn đồng thôi là các anh em sẽ sở hữu ngay cho mình bộ combo sản phẩm đẩy vang cực kỳ là chất lượng. Chúng ta sẽ có đẩy công suất ETC DK1200. Thông thường anh em đi mua đẩy này ở những thời điểm vài tháng trước, chúng ta phải bỏ ra ít nhất là hơn 7 triệu một con đẩy 4.000W như thế này. Bởi vì đây là một trong những mẫu đẩy 4 kênh cỡ lớn, chơi gia đình ta không phải lo về hiện tượng thiếu công suất, chơi bao nhiêu loa cũng được, chúng ta có thể chơi súp hơi, súp điện thoải mái với dòng đẩy ETC DK1200. Và sẽ có rất nhiều công suất ở trên dòng đẩy này để mang đến cho anh em sự trải nghiệm phòng hát gia đình chuyên nghiệp và nổi bật. Và chúng ta sẽ có thêm là gì ạ? Dòng vang cơ lai số ETC LX650 Pro. Đó là một cái chế độ vang nhại hỗ trợ cho anh em trong việc chúng ta hát karaoke gia đình này, nghe nhạc và điều chỉnh âm thanh bass trung chép, rồi là các hiệu ứng vang nhại echo đi vật có sẵn ở trên ETC LX650 Pro. Đây là dòng vang cơ lai số chỉnh tay nên là rất dễ dàng các bạn, khi chúng ta nhận hàng về hoàn toàn tự mình tinh chỉnh được theo sở thích cá nhân mà không cần phải chỉnh qua máy tính phần mềm phức tạp. Bên em cũng sẽ hỗ trợ setup và cài đặt sẵn cho các anh em các hiệu âm thanh tính năng, đồng thời tặng đầy đủ dây jack kết nối để anh em thể ghép nối các thiết bị và sử dụng ngay lập tức khi mới nhận hàng về, chỉ cần bỏ ra vỏn vẹn 7.400.000 đồng thôi. Đây mức giá rất là phù hợp cho một con đẩy công suất và kết hợp với dòng vang cơ lai số cao cấp ETC LX650 Pro chọn bộ của nhà hãng ETC, có đầy đủ chế độ hành, hình thức giao diện đẹp mắt và kết hợp với đầy đủ của tính năng chế độ chuyên nghiệp cho anh em chơi phòng trà này, sự kiện này, gia đình đều có thể chơi và lựa chọn được cả. Còn ngay bây giờ thì quý anh em lắp tai nghe và trải nghiệm âm thanh thực tế của bộ combo sản phẩm đẩy vang chất lượng bên cửa hàng em Tùng Audio đang có chương trình giảm giá vô cùng đặc biệt nhá. Mua ngay về để sử dụng, để trải nghiệm âm thanh gia đình, phòng trà, sự kiện, sân khấu nào các bác. Đầu tiên thì cùng anh em lắp tai nghe trải nghiệm âm thanh tiếng nhạc trước nha. Anh em, như vậy là chúng ta đã được nghe và trải nghiệm âm thanh tiếng nhạc đến từ bộ combo sản phẩm đẩy vang rất là chất lượng này bên cả anh em. Chúng ta sẽ có đẩy công suất 4.000W và chơi thoải mái với những tất cả những cặp loa trên gia đình của bạn. Bạn có thể đánh thêm súp hơi bass 40-50 và chơi loa full bass 40-50 thoải mái full 100 cho anh em. Với 1.000W công suất một kênh chắc chắn là một cái công suất cực kỳ lớn cho anh em lựa chọn rồi. Và bây giờ đến phần rất là quan trọng đó là nghe thử âm thanh tiếng mic tiếng nời qua dòng vang ATC LX650 Pro. Và tiếng nhạc thì đã quá là sôi động rồi, âm thanh sáng sạch mang đến cho anh em cái độ chuyên môn tốt hơn về cái sự trải nghiệm âm thanh về phần tiếng nhạc. Và bây giờ đến phần quan trọng nhất, khi chúng ta có cho mình con vang hay thì chắc chắn rồi chúng ta muốn kiểm tra xem âm thanh tiếng mic tiếng lời như thế nào, thì cùng anh em lắp tai nghe và trải nghiệm âm thanh nghe bây giờ các bác nhá. 1 2 5 6 7 8 9 10. 1 2 5 6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 10. 1 2 5 6 7 8 9 10. Chúng ta đã được nghe và trải nghiệm âm thanh đến từ bộ combo sản phẩm bên cả anh em đang lên sóng trên này. Chúng ta sẽ có đẩy công suất cực kỳ khỏe kết hợp với hiệu ứng vang nhại ngọt ngào đến từ dòng vang ATC LX650 Pro với một chế độ âm thanh chuyên nghiệp như này, chắc chắn sẽ mang lại cho anh em sự hài lòng trong từng lời ca tiếng hát. Và quả thật đây là một trong những bộ combo sản phẩm vô cùng chất lượng và chỉ có 7 triệu tư thôi. Một bộ combo sản phẩm có đẩy công suất cỡ lớn 4.000W rồi, chúng ta lại có vang cơ lai số cực kỳ chất lượng của ATC rồi, chắc chắn không nên bỏ qua. Nếu anh em đang cần mua bộ combo sản phẩm này, liên hệ ngay cho số điện thoại bên em Tùng Audio Hải Dương 0979629336 đặt hàng và sở hữu ngay cho mình bộ combo sản phẩm cực kỳ là chất lượng bên cả anh em đang xả hàng các bác nhá.